Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da. Ok, thì nói chung thì anh em cũng đừng để ý đến cái mái tóc mới của mình. Thì mình mới vừa cắt tóc, cho nên là nhìn nó hơi ngáo ngơ tí thôi. Anh em đừng để ý đến nha. Đừng để ý tới. Ok, và có lẽ là bây giờ nhìn mặt mình đã đỡ ngáo hơn rồi đó. Nhìn có vẻ là hơi khá khá giống mấy cái ông mà mặt đen xì đi xin ăn mấy bạn. Nhìn giống mấy ổng ghê luôn á trời. Ok, thì các bạn có thấy đằng sau lưng của mình có ai không nào? Đây, mình sẽ cho các bạn xem đằng sau lưng của mình đây chính là ai đây. Có lẽ sẽ nhiều bạn bảo rằng đây chính là skin của anh Mr. Dịch. Nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Thật ra đây chính là một con quái vật mà mình đã bắt được trong lúc mà mình không có quay video cho các bạn xem. Thì mình đang ngồi trong nhà, tự nhiên con này ở đâu? Từ trên trời nó rơi xuống và thế là mình bắt nó vào trong chuồng luôn. Và đặc biệt hơn nữa là con này nó không đánh mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là con này chắc chắn rằng nó phải có cái gì đó liên quan đến con hề. Cho nên là mình đã nhốt nó lại để có thể làm video cho các bạn xem. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giết nó để mình xem coi liệu là nó có cái gì hay không nha. Bởi vì là mình đã thử lích chuột vào nó rồi thì mình thấy được rằng là nó không đổi chúng ta hay là không cho chúng ta được gì cả. Cho nên mình nghĩ rằng là chắc chắn là con này gọi là phải giết nó thì nó mới rơi ra được cái gì đó. Thì chúng ta sẽ giết nó thử để có coi liệu là nó có rơi ra được cái gì không nha anh em. Ok, mình sẽ dùng kiếm mà đánh nó thử. Thì các bạn thấy nè, con này nó không hề đánh lại mình. Đó, mình sẽ đánh nó luôn. Mày hả mày? Chết đi. Con này máu của nó khá là trâu nha. Ôi, ok, giết nó rồi nè. Mình nói có sai đâu thấy không? Giết nó xong nó rơi cái viên gì tròn tròn kìa các bạn. Đây, cái viên này y hệt như là cái viên mà của cái con hề lần trước nó rơi cho chúng ta luôn nè. Bởi vậy cho nên là hai con này nó có liên quan với nhau. Bảo đảm là cái vùng đất chết này nó mới update thêm nữa các bạn ơi. Rồi để mình xem thử nha. Rồi bây giờ để mình xem thử coi là cái update mới của vùng đất chết nó có gì nha. Thì đây là cái gì đây, để mình xem thử. Đây là bánh phóng to. Thấy chưa, mình biết chắc mà. Có bánh thu nhỏ chắc chắn sẽ có bánh phóng to. Trời ơi là trời, quá hay luôn. Bây giờ mình sẽ thử ăn nó thôi nha các bạn. Để coi mình có phóng to được không nha. Rồi ok, ăn thử nè. Đó, cũng như lần trước, ăn vô không hề bị phóng to. Đó, nhưng mà làm cách nào để phóng to thì mình nghĩ rằng là chắc cũng giống như cái bánh thu nhỏ. Đó chính là chúng ta phải chờ cho trời tối sau chúng ta đi ngủ. Trời tối chúng ta đi ngủ á thì sáng hôm sau chúng ta mới phóng to lên được. Mình nghĩ là như vậy, chắc chắn là như vậy luôn. Bởi vì là cái bánh mà teo nhỏ lần trước cũng như vậy thì cái bánh này cũng sẽ như vậy thôi. Mà lần này phóng to chắc mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài để mình ngủ đi. Đi ra ngoài đường mình ngủ sẽ chắc ăn hơn. Đó. Rồi bây giờ để mình lấy cái giường ra. Chết rồi, để cái máy cưa ở đâu mất tiêu rồi. Rồi ok, giờ sẽ để cái giường đây. Mà chúng ta sẽ đợi cho trời tối, sau khi trời tối xong chúng ta sẽ đi ngủ. Và đi ngủ rồi chúng ta sẽ được phóng to khổng lồ lên. Rồi ok. Bây giờ trong thời gian này mình nghĩ rằng là mình sẽ đứng đây đợi trời tối vậy. Mặt trời cũng sắp lặn rồi nè. One hour later. Ok, thì bây giờ mặt trời đã sắp lặn xuống tới tận đáy rồi anh em ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng mình ngủ được rồi đó. Ok, ngủ nha. Rồi. Ok các bạn ơi, các bạn nhìn đây. Đó, cơ thể của mình bây giờ là siêu to luôn. Mấy bạn nhìn mấy bạn tưởng là mình đang bay đúng không? Nhưng không phải đâu các bạn coi nè. Đó, to chưa? Cơ thể của mình là coi như là phóng to, gọi là gấp mấy ngàn lần luôn rồi đó. Ôi, nhìn nó to chưa nè. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái đoạn video gọi là mình to cỡ nào nha. Đây, chỗ này có phần quay video nè. Mình sẽ quay lại cái cảnh mà mình to là to cho các bạn xem luôn. Xem nha. Đó các bạn ơi, các bạn thấy nó to kinh khủng chưa? Giờ cái tòa lâu đài này là nó nhỏ hơn cả mình luôn rồi đó. Mình to hơn cái tòa lâu đài luôn các bạn. Kinh khủng chưa? Cái đầu của mình thôi là to bằng cái tòa lâu đài luôn rồi. Còn cái tháp này á là nó mình to thêm tí nữa là mình cao hơn nó luôn rồi đó. Ui, tính ra cơ thể của mình là khổng lồ luôn các bạn ơi. Nhưng mà như thế này thì gọi là nó hơi khó gọi là đi qua đi lại chút. Bởi vì là đi qua đi lại thì rất là dễ bị dướng luôn các bạn ơi. Wow, tính ra là phóng to khổng lồ thế này á thì mấy công việc nó cũng khó khăn nha. Đi lại đây mình chặt cây được không ta? Ô mình khó đụng vô cây lắm mấy bạn ơi. Mình bị kẹt lại nè. To quá mà, cơ thể to quá không thể nào đụng vô cây được luôn. Đụng được, bây giờ mới đụng được nè. Cơ thể của mình to quá mà. Ok, bây giờ mình sẽ thử gọi là
dùng thử những cái vũ khí này để coi liệu rằng là khi bị phóng to thì chúng ta có thể sử dụng vũ khí được không nha. Giờ đầu tiên những con gà đi, mình sẽ thử sử dụng vũ khí vô mấy con gà coi được không nha. Chém nè. Ui, mấy bạn mới thấy gì không? Con gà nó bay lên trời luôn các bạn ơi. Nè ok, chém lại nha. 1, 2, 3. Ui, cái kiếm của mình nó mạnh vãi. Chém một phát là con gà nó bay lên trời luôn. Ok, bây giờ dưới đây của mình có con heo nè. Mình sẽ thử chém con heo thử nha. Rồi, ngắm con heo nè. Chém nè. Rồi, xong, con heo nó bay tuốt lên trên trời luôn các bạn ơi. Ui, tính ra là mình to khổng lồ lên thì vũ khí của mình cũng sẽ to theo các bạn ơi. Bây giờ mình biến to lên ha, là vũ khí của mình nó cũng sẽ to theo luôn. Còn cái cây này là cây... cái này là cái mũi khoan. Ok, vậy mình sẽ thử sử dụng mũi khoan coi mũi khoan nó có khoan được mạnh không nha. Bây giờ cái tòa tháp đi, mình sẽ sử dụng cái mũi khoan này, mình khoan thử cái tòa tháp để mình coi nó có mạnh hay không nha. Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, gồng lên. Ui, ui, mấy bạn coi này, nó khoan kìa. Ui, xịn vãi. Khoan coi. Ui, ủa, mà hình như cái này không phải khoan mày ơi. Nó bắn ra cái cục gì sao á. Ui, vãi nồi. Khoan vài ba cái thôi là lũng luôn nguyên một cái tòa tháp luôn bạn ơi. Ui, xịn vậy. Ok, ok, mình đi lại gần coi. Đi lại gần được không? Ôi, bây giờ mình vẫn lụm được đồ nè. Nhưng mà bây giờ mình bị kẹt rồi. Khoan lũng cây được không? Khoan cây không được. Ok, đi qua được rồi nè. Ui, bây giờ mình sẽ khử khoan luôn cái tòa tháp nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy xịn chưa? Khoan một phát một là nguyên cái tòa tháp gọi là muốn biến mất luôn các bạn ơi. Rồi, để qua đây khoan cho xong luôn nè. Ơi, hình như cái con quái đá xuất hiện kìa. Ok, khoan luôn nhà của mày nè, quái đá. Chém nè. Ồ, thấy không? Con quái đá bay tú lên trời luôn các bạn ơi. Cái kiếm này á là bây giờ là nó được tăng thêm sức mạnh nữa. Ồ, xịn chưa? Xịn chưa? Ôi, mũi khoan thì khoan một phát một là đi luôn nguyên một cái gọi là tòa tháp luôn. Rồi bây giờ tới lượt cây sản nha. Mình sẽ thử sử dụng cây sản coi liệu rằng là khi bị biến to khổng lồ chúng ta sử dụng cây sản được không nha. Ồ, các bạn coi kìa. Ui, đào một phát một là lủng nguyên cái lỗ luôn. Wow, xịn vãi. Hình như cái này là không phải khoan bạn ơi, mà là do là mình đứng cao quá không khoan được. Nó phải gọi là bắn một cái cục gì đó ra. Mà mỗi lần bắn ra cái là giống như là dùng. Mà thường thường cây sản thì lại không khoan đá được nha. Này nhìn nè, không, mình không thể nào khoan đá được, cây sản thì không khoan đá được, nhưng mà nó lại có thể đào được đất, à, thấy không? Ui, xịn vãi. Ôi, thấy không? Đào chỗ nào là lủng cái lỗ chỗ đó luôn. Bây giờ chỉ cần gọi là một phút thôi, chỉ cần một phút thôi là mình có thể đào banh luôn cái nguyên cái thế giới của mình luôn các bạn. Đó. 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 Đó, xịn chưa? Cây sản xịn chưa? Phóng to ra là cây sản, cây cúp đồ siêu xịn luôn. Rồi bây giờ tới lượt mấy khoan nha, mình sẽ thử khoan thử một cái cục đá dưới đây nha. Khoan nè. Ủa sao khoan được? Khoan được rồi. Ui, các bạn coi nè. Khoan nè. Đó, thấy không? Khoan nè. Mỗi lần khoan một cái là lủng cái lỗ to đùng luôn. Và nó có một cái đặc điểm là anh em nào mà đang để ý á, là anh em sẽ thấy rằng là mình có đến tận 1.000 máu lận, thấy không? À không phải, 100.000 máu luôn mới đúng. Nè, mình đang có 100.000 máu luôn. Và bây giờ mình nghĩ rằng là nếu như 100.000 máu nè, thì mình không biết rằng con quái nào có thể giết được mình đây. Mình sẽ sử dụng thử TNT đi. Hiện tại bây giờ mình đang có rất là nhiều TNT nè. Mình sẽ vào trong cái gọi là kim tự tháp, không, cái tượng nhân sư đó, để mình lấy thêm TNT. Sau đó mình sẽ đặt ra 1.000 quả TNT để mình xem coi liệu rằng 1.000 quả TNT có giết được mình hay không nha. Bởi vì hiện tại là bây giờ mình đang có đến tận gọi là 100.000 máu lận. Ok, để mình đi mình kiếm cái chỗ nào đó mình đặt TNT ra thử. Ok các bạn ơi, thì giờ các bạn đang thấy là hiện tại chúng ta đang đứng ở trên 10.000 quả TNT. Nói thật ra là 10.000 quả TNT luôn á. Bạn nào không tin là 10.000 quả TNT các bạn đếm đi. Ok, mình sẽ đợi cho các bạn đếm nha. Đếm đi. Ok,
Ok các bạn đếm xong chưa? Trời ơi, mình nghĩ với các bạn đếm xong 10.000 quả TNT chắc các bạn cũng già rồi chết luôn quá. Ok, thì hiện tại là mình xin nói trước luôn là đây không phải là map vùng đất chết mà là một cái map khác, và mình đã tải cái plugin của vùng đất chết về, sau đó mình gắn vô cái map này để mình quay cho các bạn xem. Chứ không thôi mình nổ 10.000 quả TNT này ở trong vùng đất chết á là chắc chắn là banh map luôn. Cho nên mình không có ngu gì banh map rồi sao mình quay cho các bạn xem tiếp được. Cho nên là mình phải qua con map khác để mình test thử cho anh em xem. Thì cái map này nó cũng có cái plugin của vùng đất chết, cho nên là hiện tại mình đang là người khổng lồ và mình đang có hơn 100.000 máu luôn, anh em thấy đó, 100.000 máu. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đốt thử 10.000 quả TNT này lên xem thử coi liệu rằng là chúng ta có thể sống sót được nha. Ok rồi, giờ chúng ta sẽ thử nha. Mình cảm thấy hơi rung rung rồi đó, tại vì hồi nãy mình kiếm bên tượng nhân sư là nó không đủ 10.000 quả, cho nên là mình phải qua con map khác để mình test cho anh em xem. Rồi thì chúng ta thử xem coi liệu rằng người khổng lồ Phong Cận TV có thể sống được ở trong gọi là 10.000 quả TNT không nha. Rồi chuẩn bị nha. Ok, trời, chuẩn bị nổ. Bum. Ui, nó nổ kìa bạn ơi. Trời ơi, chắc banh máy quá. Ây da, kiểu này banh máy quá. Trời các bạn ơi, các bạn coi kìa, nó nổ kìa. Trời ơi là trời, mình nghi xong cái trận này là mình banh máy luôn á. 10.000 quả TNT luôn mà. Kiểu này chắc banh máy quá. Oh my god, mấy bạn ơi, mấy bạn xem này, trời ơi, oh my god, mấy bạn xem này, trời ơi, nó nổ banh nguyên một cái vùng này luôn. Ok, bấm cái quay clip lại tí nữa mình quay cho anh em xem xung quanh đây nha. Trời ơi, mấy bạn xem này, trời ơi, nhưng mà hiện tại là mấy bạn xem kìa, mình vẫn còn đến tận 98.528 máu. Trời ơi, vậy là có nghĩa là cái đống TNT này 10.000 quả không thể nào giết được mình luôn. Mình là người siêu to khổng lồ thì tất nhiên là máu của mình cũng trâu luôn. 10.000 quả TNT không giết được mình luôn các bạn ơi. Quá xịn. Trời ơi là trời. Wow. Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy rằng là Phong Cận siêu to khổng lồ có khỏe hay không, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy là gọi là quá đỉnh luôn rồi đó. Càng lúc là mình thấy là càng cái vùng đất chết, cái plugin vùng đất chết càng lúc càng vui vậy nha. Có nhiều cái update mới rất là vui luôn. Rồi mình nghĩ rằng là những cái tập vùng đất chết như thế này chỉ là mình test thử cho anh em xem, nếu chúng ta biến thành người khổng lồ và biến bị teo nhỏ thì chúng ta sẽ sống như thế nào. Thì mình đã test cho anh em xem sự thử rồi, và có lẽ rằng là những tập vùng đất chết lần sau chúng ta sẽ tiếp tục sinh tồn bình thường thôi, chứ mình không muốn gọi là phóng to hay thu nhỏ đâu. Kiểu này thì nó chơi nó hơi loạn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.